hai các bạn. Hôm bữa mình có mua được, hôm thứ sáu mình có mua được một cái thố để mình cho các bạn xem. Mình mới rửa nó sạch sẽ, lúc mình đăng thì mình chưa có rửa. Sau khi mình rửa thì mình thấy nó có một cái chỗ này nè các bạn, để mình quay lại. Nó có một cái chỗ này. Đây, nó có một cái vết ở đây nha. Trong đây, trong lòng nó cũng có một cái vết nè. Nhưng mà mình đổ nước nó không có bị chảy nha các bạn. Hôm thứ sáu mình đi mà mình chỉ mua được có mỗi một cái thố này là mình đi về luôn, không có đồ các bạn. Đây, để mình đổ nước ra. Mình mua tại vì mình thấy cái mọc của nó nè. Cái mọc này là cái mọc giống như mọc hoàng gia vậy các bạn. Cái mọc đẹp ha, mình quay kỹ luôn. Mọc này là của Pháp đó các bạn. Và cái đồ này của Pháp. Nó có một cái mọc bên hông này nữa nè. Số gì đó, không biết nè. Thành ra mình thấy nó đẹp, mua cho các bạn chim ngưỡng nè. Cái men của nó nè. Cái men đó ha. Cái này người ta đắp nổi nè. Ngày xưa người ta đắp nổi đó, nhìn nó cũng lạ lạ. Nó thiếu cái nắp. Mua cái này về á, mình đựng canh, đựng cơm này kia mình ăn nó cũng sang. Đựng cơm cũng được, không cần nắp rồi mình kiếm cái nắp khác mình đậy vào. Rồi, để mình giới thiệu với các bạn cho các bạn xem. Đó, hôm thứ sáu mình mua được nó. Mua được có một trái này thôi. Kiểu nó cổ cổ, nó kiểu xưa. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nha. Lâu lâu mình lên mình giao lưu với các bạn cho vui, cho các bạn vui. Để không thôi mình bán hàng mà không biết người bán như thế nào. Chào các bạn, các cô chú anh chị.